Em chào quý anh chị, cô dì chú bác và các nhà đầu tư ạ. Hôm nay, nhà đất Sơn Lâm em lại tiếp tục đăng tải lên một lô đất mặt tiền đường có địa chỉ tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai của anh chị nhé. Vâng, và lô đất mặt tiền đường của chúng ta thì có tổng diện tích bề ngang là 11m5 và chiều sâu là 30m và đã có 50m đất thổ cư rồi quý anh chị ạ. Vâng, rất là thuận tiện và giá trị của anh chị nhé. Và ở đây là một kinh ngã tư đường của quý anh chị nhé. Em sẽ quay một vòng cho quý anh chị chúng ta quan sát cái ngã tư. Và lô đất chúng ta chỉ cách cái ngã tư này có 10 mét thôi quý anh chị. Vâng, chỉ cách 10 mét thôi là chúng ta đã di chuyển ra tới cái ngã tư này quý anh chị nhé. Ở đây là khu vực phân ô bàn cờ ở trong thị trấn Yê Kha Rất là đẹp quý anh chị. Và cái ngã tư của chúng ta thì rất là vuông vức và đẹp quý anh chị nhé. Đường rất là thẳng luôn. Đó, đất chúng ta thì bắt đầu từ cái hướng tem chỉ đây quý anh chị nhé. Đó, chạy dài về phía trước đây là 11m5. Và chiều sâu là 30m và đã có 50 mét đất thổ cư. Và gia chủ có gửi nhà đất em bán với giá là 60 triệu trên 1 mét quý anh chị nhé. Vâng, 60 triệu trên 1 mét là còn thương lượng cho chúng ta và bao sổ sách luôn quý anh chị nhé. Ở đây thì dân cư ở cũng khá là đông, quý anh chị có thể quan sát trên màn hình ạ. Đất chúng ta là trong thị trấn Iaka quý anh chị nhé. Gần với một cái ngã tư, chỉ cách cái ngã tư có 10 mét thôi quý anh chị. Và Tổng diện tích Bình ngang là 11 m năm và chiều sâu 30 m. Và đã có 50 m đất thổ cư rồi quý anh chị nhé, rất là giá trị và thuận tiện cho quý anh chị chúng ta. Và quý anh chị nào quan tâm và cảm thấy phù hợp với tài chính của mình và cảm thấy lô đất này đẹp thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 và kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ tư vấn thêm và có thể đưa quý anh chị đến xem trực tiếp để chúng ta gặp chủ và thương lượng quý anh chị nhé. Đó, và quý anh chị có thể quan sát ở khu vực này thì dân cư ở cũng khá là đông quý anh chị ạ. Ở đây là khu vực phân ô bàn cờ của thị trấn Iakha. Nên là dân cư rất là đông và đường thông thoáng quý anh chị nhé. Đường rất là bằng phẳng và đẹp ạ. Vâng và em sẽ di chuyển lên tới một cái ngã tư tiếp theo để quay cho quý anh chị chúng ta xem cái mặt bằng cũng như là khu vực ở đây và dân cư quý anh chị nhé. Đó cái ngã tư tiếp theo đây là đường rất là đẹp luôn quý anh chị nhé từ cái vị trí rồi đó chúng ta di chuyển lên tới cái ngã tư này chỉ khoảng à, 30 mét thôi quý anh chị nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái ngã tư này thì đã có cột đèn tín hiệu hết rồi quý anh chị ạ. Ở trong thị trấn này là cột đèn tín hiệu thì đã có rồi quý anh chị nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Quý anh chị có thể quan sát nhé. Mặt bằng ở đây đường rất là thẳng và dân cư ở cũng khá là đông. Ở đây thì chúng ta có thể vừa ở vừa kinh doanh được quý anh chị nhé. Theo em quan sát thì dân cư ở cũng khá là đông nên chúng ta kinh doanh cũng đều được của anh chị. Đó, khu vực uh, thị trấn, đường đã có cột đèn tín hiệu hết rồi và đường rất là thẳng và đẹp của anh chị ạ. Vâng, quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo. Em sẽ tư vấn thêm quý anh chị nhé. Và quý anh chị xem kênh thì uh, chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để uh, không bỏ lỡ những lô đất tiếp theo và những lô đất đẹp mà nhà đất Sơn Lâm em đang tải lên hàng ngày để quý anh chị chúng ta xem tham khảo và lựa chọn của anh chị nhé vâng bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video tại đây xin chào hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau ạ